nước cát chưa có. Nước này nhiều nè. Giờ cái video lúc trước thì nó rất là dài cả nhà ơi, nên sợ cô chú anh chị xem không hết á. Chào mấy anh em mình 9 tập 2. Thì gia đình mình mến chào cả nhà luôn nha. Rồi, chào cả nhà. Chào cả nhà. Tại vì video trước thì nó hơi dài cả nhà, thì mấy anh em thấy còn cá nhiều quá bắt dài lên trên kia luôn. Giờ đi dài lên bắt con kênh này nữa. Cô chú trồng rau mồng tơi đó nha, rất là tốt luôn. Tại đất ở đất xốp á, trồng mấy bờ mấy công luôn nha, đi dài đó lên khu trên đó luôn. Con chú đang cài đang trồng thêm, quá trời tốt nha. Này ăn lẩu ha, nấu canh ăn rất là mát. Ủa đường nước này tưởng đâu cá không chứ, cá bự. Hả, cá lóc bự hả? Đâu 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 rồi, đâu rồi, bóp hai tay luôn. Ây da, wow, ngon quá, ngon rồi cả nhà ơi. Cái gù luôn, cái gù luôn hả? Ủa nè, đen xì tạo im im, caramel lúng luôn rồi. Lên đi, nó xuống ruộng á, không sao đâu, liền lên đây tôi đã để được. Giờ lội lên hết nổi nha. Thôi bắt đây chắc ăn hơn. Hai con luôn hả anh Thái? Ừ, hai con luôn. Rồi, xuống lên. Ừ, ngon. Ngon hả anh Dương? Cái lóc đồng à. Con này mới là đồng chánh cống à. Đúng rồi. Để cho mình quay á. Rồi. Nãy giờ anh thấy sát thủ lại nãy giờ nhiều lắm rồi đó nha. Dài trên đây cá nó dồn lên đây á anh thấy. Dồn á. Không có mò cá mà bị đứt tay mới ghê. Cá cắn à. Chạy cắn gì mà vui. Đây có lưới thả cái gô nè cả nhà. Cái lại khỏi ra. Cái gô nó quận nè. Dưới này dính hết trơn. Hồi ốc chu vô đây luôn. Hàng chi nó đâm đau chết. Cái này mà nước ngập lên hả anh Thái? Nước ngập mà đứng cắm câu cá lóc. Đúng rồi. Thì trước tiên em cũng gửi lời cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Cảm ơn anh Thái nè, anh Bằng nè, chú Dương, với đây anh Dương nữa. Thì đi trải nghiệm cùng mấy anh em. Đi hả? Ừ, ăn bự quá. Có cái bọng á anh Thái? Còn hả? Có cá gì? Có cá là mừng à. Ăn bự quá. Bự quá sợ nó chạy á, mình bự. Phi. Phi. Phi à. Kệ đi. Cá ngon rồi. Bằng đi tuốt trước luôn rồi. Này lấy lưới rồi, cái này dính có gô mỗi lưới luôn. Ôi, gì bằng cái khu ruộng anh đó chú bỏ rồi cả nhà, xả được tí xíu à.
Còn bên đây là bỏ luôn nguyên cái khu bên đây nè. Dạ, trên đây là cô chú bỏ quan hết luôn, nên là lên khu trên kia thì cô chú có làm đang cày. Này anh Dương quẩy thùng cá đuối này. Sao vậy? Nín thêm nhà hiểu rồi, dính nó kêu rồi. Cá nó giống cá chê vậy, nãy nó mới quơ câu nè. Ủa, ủa cá chê. Thấy không? Hai lần rồi. Cá chê hả? Ừ. Nhưng mà nó ở giữa là sao vậy? Quơ câu hai lần rồi đó. Trên đây có bắt bờ sát. Ừ, ốc ở đây dữ à, nhiều nè chú Dương. Ốc cũng bự bự luôn đó nè. Nắm chỗ một mấy con à. Lừng luôn. Cái gì? Phải lội đó hả? Lội rồi. Nó nghe ngã ba kinh rồi phải lội rồi. Rau đó đỏ là rau gì hả bạn? Thấy là lạ kìa. Dạ. Rau dền. Rau dền hả chú? Dưới đây có cải bắp, bắp cải nè. Bắp này cũng cũng được được nè, hết cho bự nè. Bắp chắc cả nửa ký. Đi một hàng. Cái này chắc cải này chắc cỡ nửa tháng này chắc có bẻ hả chú Dương? Cải nó tốt. Đây cặp mé kênh này là đất rất là xốp luôn. Cô chú trồng qua màu rau nhìn thấy tốt quá. Hả? Bự các bạn. Không. Chắc ăn ha, chắc ăn nha. Wow. Vô rồi. Thôi. À. Đó. Ừ, ngon. Uống mềm ha Dương. Vô ngon ngon rồi cả nhà ơi. Đây cái lốc mà mập coi anh thấy. Ừ. Bự không cả nhà. Cái này nước nổi lên đó bằng. Dập mé này mình cắm câu là vô địch luôn á. Lên kiếm ăn á. Ít hàng chứ có hàng là nó chuối vô anh thấy. Khúc này tại cái bãi lở á. Lên khúc trên kia hàng nhiều. Hả? Nữa hả bạn? Bên bờ bằng bờ đứng á, có hàng. Wow, ngon. Vô. Cái lóc bự. Hả? Cái lóc này à.
Ủa? Đâu? Bên kia. Dạ. Ôi, hai con luôn hả? Hai. Đứng con hả? Quay con kia, còn con này không thấy. Vô. Cái lót con nào cái này uống mềm rồi nè. Anh Dương giờ cá giác luôn rồi. Bên đó giờ đất sét nữa hả bằng? Đất sét có hang lại đó. Ừ, cái gồ, cái gồ. Dục à. Tính dục lên. Cái này nè, cải ngọt đó nè. Cải ngọt quá đó anh Dương. Cải này giờ nấu mì ngon à, đang nấu bụng rồi. Cái dầu muống đây nè. Người chú đang hái này kia. Tưởng nó dính mày cái lóc nhỏ mà đâu còn cái lóc bự nằm trên tay. Ừ, cái gô. Cái gô. Khá nhiều à. Chắc biết nặng mà. Biết nặng rồi à. Ừ, cái này ít hang. Ủa bằng cứ bên này phì hai cái bong bóng hai bên hai cái bao rồi cô hai trái ngọt rồi cả này hái cân chợ hết cô. Cái này ký được nhiêu á con? Cái này là như là mình nó ấy sạch ha. Rau nó sạch. Cái này là nãy cần thì nó hai lần rồi cái này tiện nó hết luôn. Mấy cái nhỏ nhỏ này nấu mì hay nấu canh cá lóc này ngon nè. Cái này anh thử có nướng tay vô. Hả? Thì cái này nó nướng tay vô. Ừ. Mà chủ làm cho rồi. Con khe luôn trời. Mà chủ cho gì ăn đó. Ăn cái gì? Cái mày nó chửi à? Nướng thằng này ở dưới ruộng xả xuống ha. Hơi đục. Để trên ruộng đó nha. Xả xuống nó hơi đục. Xả xuống cô chú chuẩn bị làm vụ. Ủa vụ này lúa là vụ mấy hả anh Thái? Lúa này làm là vụ mấy? Vụ 2 hả? Xét này ưa có cá lắm á.
cái vậy? Bữa đó hang nhiều ha. Bên đây khúc là hết hang lại nè, bên đây đất đấy. Hết hả? Hết vậy nằm bả. Con gì bằng? Ừ. Lên mở. Đâu rồi? Bố nước đâu vậy? Không có giữ nhà được. À anh chưa? Dạ. Yeah. Cái chuyện có nó phải gì rồi đó. À, điện chị. Nó kêu con gái lại giữ nhà. Điện chị rồi. Ờ, đặng ai chơi hết mình với à. Đặng người ta lại người ta đưa đó. À. Rồi. À. Ở nhà. Nó biết. Cái nào mà miết gì vậy? Né quẹt cả luôn chứ. Như, né quẹt cả luôn. Ê, khỏi đâu, trên đây có rồi. Làm phát đó, đi không cũng buồn. Buồn miệng hả? Ở nhà có gì không gọi à? Ừ. Gì nữa? Nữa hả? Cái này nữa nè, nó hay ngắt lắm chứ, nó lại còn rốt. Cái đó nữa kìa. Hai thằng ăn cám quá. Sao vậy? Cá này cái sao? Đó là mề. Nước qua này có chuột. Cái lóc rồi. Đó. Hả? Khá không bằng? Ngon, ngon, ngon. Ngon hả? Chắc ăn nha. Ôi bự, bự, ui mập hơn hai con này đó. Rồi. Thôi bỏ đi. Rồi bỏ đi. Mắc tao nghiệp. Lên chưa? Lên được. Này cả nhà, nó bự rồi nè, nó còn ngon luôn. Nó đó còn nữa kìa. Hả? Ngon nữa kìa. Ừ. Này có rồi đó. Cũng này có lại rồi. Cái lóc này nhìn nào thấy cái bụng trong bóc à, đã ha. Mập. Ui sâu vậy anh Thái. Sâu quá sâu. Vậy đâu? Ui dù. Con gì? Đó rồi. Đó hả? Đó. Đậu. Chẳng tay chín ra bóp chín. Ừ, cái lóc, cái lóc. Ừ. Đây. Quá đã. Được chưa? Dục. Rồi, lên đây. Ô. Gì? Gì bằng? Không có gì hết luôn. Trời ơi. Ừ, khúc này có à. Có này, khúc này có đều lại đó. Khúc này có à. À. Cũng cũng này hy vọng rồi đó bằng ơi. Đây cũng 5-6 con rồi. Vậy? Nó nằm bên ngoài.
Ủa bay lên đây luôn hả? Ừ. Cá lóc á. Đi rồi. Nằm ngoài mà. Nằm ngoài. Ừ. Đồ. Con nhỏ vậy. Cầm chắc lên vậy. Đó, này vô cho mình nhặt vậy. Rồi mình có hang là có nè. Nó vô mấy cái bạ này nó nằm á. Khúc này có lý rồi hả bằng. Khúc này thơm rồi. Nước này mình cắm câu cũng được nè, mà biết sao không, sợ nước nó lớn lên á, nước nó không có đứng một chỗ, lớn lên ngập mồi. Hang đỡ đi luôn. Ừ. Nó xử. Hàng láng láng không hả? Đấy. Hàng láng láng không? Con gì nữa rồi? Ô, nó nữa, cá lóc. Cá lóc anh Dương ơi. Bắt cá hay vậy? Em thả lại cái nhà. Đi đi em. Yêu Thùng ơi. Cá nhỏ của em thả lại nha. Giấu. Đó. Đây con nè. Cá phi. Bỏ vô đi. Rồi cầm đi. Mẹ này mẹ đứng rồi nè anh thấy. Cái hàng này rất là nhiều nha. Đó đang cò. Gì bạn? Quậy gì vậy? Bữa nay trên này cái rồng đã hả bạn? Con gì? Ồ cá lóc. Rồi. Chúng chú Dương luôn. Luôn. Ừ. Khoái nữa không? Ngốc này ngon. Nghe thằng này đã lắm. Ừ. Một bọc luôn đó chứ. Đi này lấy lục kiếm nhà để anh đem mất mà để còn không hết được, tại nó cái càng nó bự quá, con nghe của nó. Ừ. Quá bự, để vô không lọt. Nè lấy cái gô rồi bỏ vô bớt cái lóc nữa. Còn ngoài nóng. Lóc nãy giờ nhiều lắm à. Nè trong đây nè. Con mọc còn con nhóc trơn nè. Ừ. Cái phi nữa mà dưới này còn tống lóc nữa nè. Nè. Lóc ừ. Có lóc luôn á. Cực lát vậy đổ ra thấy là thấy khoái liền luôn. Bầy cỏ bến cả ngàn con thôi, cũng khiếp luôn. Mùa này trắng trắng là chim ba con cò đó nha, hót hồn dữ lắm luôn. Cái này gặp sát thủ bắn ná là về về đây rồi, bắt đã luôn.
rồi lừa. Con gì bằng? Ê, nước không á. Nước, nước. Nước không á bạn ơi, bước qua đi. Chọi cao lên, chọi cao lên chút. Đóng luôn. Nước không? Đó. Lên bờ đó, cái lóc cái nè. Rồi. Chặn lại, chặn lại. Đó đó, còn lỗi đó. Đắp ngang đi, đắp ngang đi. Đó, 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 nó lại hiện ra. Đây nè, đó. Đây anh đó. Dính rồi. Đó, đó. Đây đâu đâu. Chị đâu hả? Hay quá ta. Rồi. Nữa hả? Dính thả nữa ta. Mẹ ra đất đất sét các bạn. Ấy ai ai đạp. Cái gì? Cua. Cua hả? Nhà em nói nước không anh bằng không tin. Anh đã lọt xuống kẻ nhỏ phải lọt xuống kẻ bự hết lụm luôn. À, xuống nước bự ra chạy. Còn đây là đất sét ha, ngon ha anh thấy. Ừ. Chỗ dòm có cái hang nè, anh che đây nè. Đã không, không có cá trời bên đây. Ừ. Hang nhiều mà nó không vô ha. Đây là chỗ dòm có hang nè, anh che đây nè. Dưới con cá này. Dưới, ừ, rồi thọt đi. Ngồi sâu chưa hả? Không, không có. Dạ, không có cá. Ừ. Sụp. Nó hàng sâu. Ừ. Hả? Bắt cá bắt cái gì? Mình vẫn dính cá nữa cái này. Muối kìa, ngon ngon, từ từ bạn ơi. Đâu đâu. Bữa nay cái lóc còn ngon không à cả nhà. Nãy giờ video sau thì mấy anh em bắt cũng được mớ cá cả nhà. 6-7 con. Bây giờ cũng hơi đuối rồi. Nên mấy anh em về. Và thành quả cá này thì nấu ăn video trước cả nhà. Thì rất mong cô chú anh chị và các bạn ủng hộ cho mấy anh em và thông cảm. Thì chắc video gia đình mình hẹn cả nhà những video tiếp theo luôn nha. Chào cả nhà. Chào. Mình chào tạm biệt cả nhà.